Xin chào tất cả các em. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục một phần ngữ pháp nữa, cũng rất thú vị nhưng hơi dài một chút, đó là bài đại từ. Đại từ trong tiếng Anh thì có rất nhiều loại và có một số từ vừa mang tính chất là một đại từ và một số từ lại có tính chất cũng là tính chất của một tính từ. Cùng là một từ nhưng vừa là đại từ, vừa là tính từ. Đại từ thì có rất là nhiều loại và chúng ta sẽ học 7 loại như tôi sẽ chuẩn bị viết trên bảng sau đây. Nhưng mà phần học thì chúng ta sẽ đi sâu và học một số các cái phần chính và quan trọng. Những phần nào dễ thì chúng ta sẽ bỏ qua. Thứ nhất, đại từ chỉ ngôi. Đại từ chỉ ngôi. Đại từ chỉ ngôi là các từ ví dụ như là tôi là ai, anh ấy là he, cô ấy là she, nó là it, rồi we, they, vân vân. Đây là các đại từ chỉ ngôi và có lẽ các đại từ chỉ ngôi này cũng đã rất quen thuộc đối với các bạn, cho nên tôi sẽ không giảng sâu ở trong bài này. Hai, đó là đại từ chỉ định. Đại từ chỉ định, các từ này cũng rất giống với tính từ chỉ định. Đại từ chỉ định là những từ như là this, that, these và those. This là đây, that là kia, these là những cái ở đây và those là những cái ở kia. Và các đại từ chỉ định này có lẽ là cũng rất là thông dụng của chúng ta rồi. Vì vậy, trong bài học này tôi sẽ không đi sâu vào đại từ chỉ định. Phần 3, đó là đại từ bất định. Đại từ bất định là các đại từ ví dụ như là từ x, somebody, something, chúng ta viết tắt. Rồi every, rồi no, any, vân vân. Đây là các đại từ bất định. Đại từ bất định là một phần rất rất quan trọng trong bài đại từ này. Vì vậy, một lát nữa đây thôi thì chúng ta sẽ học rất sâu vào phần đại từ bất định. Thứ tư, đó là số từ. Số từ là các từ chỉ số ví dụ như là one, two, three, rồi 100, 200, vân vân. Số từ cũng rất quen thuộc rồi, vì vậy chúng ta cũng không đi sâu ở trong cái trường hợp này. Tôi sẽ đánh dấu sự khoanh tròn những phần đại từ mà chúng ta sẽ học kỹ, đó là đại từ bất định. Tiếp tục theo, đó là thứ năm, đó là đại từ nghi vấn. Đại từ nghi vấn là các cái từ dùng để hỏi, ví dụ như là who, which, rồi what, vân vân. Các đại từ nghi vấn này cũng là một phần quan trọng, vì vậy chúng ta sẽ học kỹ. Thứ sáu, đó là đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu và đại từ chỉ ngôi có mối liên hệ tương đối mật thiết với nhau và cũng có mối liên hệ rất mật thiết đối với tính từ sở hữu. Cách sử dụng của các từ này rất linh hoạt và gắn bó chặt chẽ với nhau. Tôi sẽ đưa cho các bạn các ví dụ để chúng ta hiểu rõ về phần này và tôi cho rằng đây là một phần tương đối dễ của bài đại từ. Đại từ sở hữu là những từ như là mine, của tôi, yours, là của bạn, his, là của anh ấy, hers là của cô ấy, vân vân. Phần này thì ngay sau đây tôi sẽ giảng luôn. Và cuối cùng, thứ bảy, đó là đại từ phản thân.
Đại từ phản thân là các từ như là tôi, chính bản thân tôi, đó là myself. Bạn, chính bản thân bạn là yourself. Rồi chính bản thân cô ấy, herself. Chính bản thân chúng tôi là our. Số nhiều, F chuyển thành VES, ourselves. Ourselves. À, chính bản thân họ, themselves. Vân vân, đây là các đại từ phản thân. Phần này cũng tương đối quan trọng, vì vậy tôi cũng sẽ đi sâu vào phần này. Nhắc lại một chút, đại từ được chia làm 7 loại. Một là đại từ chỉ ngôi, bao gồm các từ như là I, you, we, they, he, she, it. Đại từ chỉ định là những từ như là this, that, these và those. Thứ ba, đại từ bất định là những từ như là each, somebody, something, no, any, every, all, vân vân. Chúng ta sẽ đi sâu vào học phần này. Thứ tư là số từ, ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Rất là dễ, chúng ta không nhắc lại nữa. Thứ năm là đại từ nghi vấn, who, which, what. Đây là các đại từ dùng để hỏi, nghi vấn, đây là những từ dùng để hỏi. Và những từ này cũng rất là quan trọng, chúng ta sẽ học kỹ về phần này. Đại từ sở hữu khác với tính từ sở hữu như thế nào? Ngay sau đây chúng ta cũng sẽ được biết. Đại từ sở hữu là những từ như là của tôi, là mine, của bạn, yours, của anh ấy, his, và của cô ấy, hers. Cuối cùng, đại từ phản thân. Đại từ phản thân là những từ như myself, yourself, herself, ourselves, themselves. Những từ này mang ý nghĩa là chính bản thân ai, chính bản thân tôi, chính bản thân bạn, chính bản thân cô ấy, anh ấy, bản thân chúng tôi, bản thân họ. Cách sử dụng của đại từ phản thân như thế nào, chúng ta cũng sẽ được tìm hiểu trong bài học này. Trước tiên thì chúng ta sẽ học đại từ sở hữu. Trước tiên là chúng ta sẽ liệt kê một số các cái đại từ chỉ ngôi. Đại từ chỉ ngôi thì có I này, you này, we, they này, he này, she này và it. Đây là các đại từ chỉ ngôi. Chúng ta có tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu là gì? Chúng ta phải nhắc lại một chút. Tính từ là từ để chỉ tính chất. Tính chất mà mang tính chất là sở hữu thì nó sẽ là những từ mà đứng đằng trước danh từ. Đứng trước danh từ để thể hiện tính chất là sở hữu của ai đó. Ví dụ quyển sách của tôi thì cái của tôi đó sẽ được gọi là tính từ sở hữu. Như vậy, tính từ sở hữu ở đây các bạn có thể viết cho tôi tính từ sở hữu của các đại từ này không ạ? Ai? Tính từ sở hữu là my. You là bạn, của bạn là your. Rất tốt. We là chúng tôi, chúng ta. Tính từ sở hữu của chúng tôi là our. They là họ. Tính từ sở hữu của họ là their. He, anh ấy. Anh ấy, của anh ấy là his. She là của cô ấy. Của cô ấy sẽ là her. Và it, từ này rất nhiều bạn nhầm, của nó là its và có dấu phẩy ở đây thể hiện sở hữu cách của nó, its. Dấu phẩy đứng đằng sau chữ s chứ không phải đứng đằng trước, được chưa? Đây là tính từ sở hữu, có lẽ là các bạn rất quen thuộc với các tính từ sở hữu rồi. Ví dụ như là đây là ô tô mới của anh ấy, this is his new car. Rồi đây là những chiếc mũ của chúng tôi, these are our hats. Được chưa? Thế còn đại từ sở hữu là những từ như thế nào? Thì chúng ta sẽ thử xét một cái ví dụ sau. Một ví dụ sau. Ví dụ, tôi rất là thích cái mũ của bạn. I like your hat. I like your hat. Tôi thích cái mũ của bạn. Được chưa? Tôi không thích cái mũ của anh ấy. Thì là I don't
like his hat. Thế nhưng chúng ta thấy là từ hat, cái mũ đã được nhắc lại ở câu trên rồi. Câu dưới chúng ta không muốn nhắc lại từ hat nữa. Bản thân cái his hat chỉ cần các bạn nói là của anh ấy thì người ta khắc tự hiểu là đấy là cái mũ của anh ấy rồi. Thì đại từ sở hữu sẽ được sử dụng trong trường hợp này. Đại từ sở hữu sẽ được sử dụng trong trường hợp này để thay cho tính từ sở hữu và một danh từ khác mà danh từ đấy chúng ta không muốn nhắc lại, thì các bạn chỉ cần sử dụng đại từ sở hữu, thế là ổn. Được chưa? Đại từ sở hữu ai, my là tính từ sở hữu, đại từ sở hữu là mine có nghĩa là của tôi, cái gì đấy của tôi, nhớ là cái gì đấy của tôi. Đấy. Từ my này sẽ bằng my cộng với một danh từ nào đó, và cái danh từ này thì chúng ta không muốn nhắc lại nữa. Tương tự như thế, your của bạn, yours, our, ours, their, theirs. Riêng từ his vẫn giữ nguyên là his, như trong ví dụ này chúng ta thấy là tôi vẫn viết nguyên xuống là his, nhưng bản chất của từ his trên đó là tính từ sở hữu, và từ his ở dưới đó là đại từ sở hữu. Her, đại từ sở hữu là hers, của cô ấy. Ví dụ như là tôi thích cái mũ của bạn và tôi cũng thích cái mũ của cô ấy, mà các bạn không muốn sử dụng lại từ her hat thì chúng ta chỉ cần dùng đại từ sở hữu là hers, như vậy câu sẽ gọn gàng hơn rất nhiều. Cuối cùng it, tính từ sở hữu là is và đại từ sở hữu là its. Chúng ta nhớ cho tôi thế nào là tính từ sở hữu, thế nào là đại từ sở hữu và cách sử dụng như thế nào. Tính từ sở hữu luôn luôn phải sử dụng cộng với một danh từ, trong khi đó đại từ sở hữu đã bao gồm tính từ sở hữu và một danh từ khác rồi. Có điều là danh từ này chúng ta ẩn đi và sử dụng đại từ sở hữu thôi cho gọn. Và phần tiếp theo của bài thì chúng ta sẽ học đến đại từ phản thân. Đại từ phản thân thì sẽ bao gồm các từ như là, nhất là với ngôi ai, với đại từ chỉ ngôi ai thì đại từ phản thân sẽ là myself, mang nghĩa là tôi, chính bản thân tôi. Được chưa? Chúng ta sẽ làm quen với tất cả các đại từ chỉ ngôi và các đại từ phản thân trước. Sau đấy chúng ta sẽ học đến cách sử dụng của các từ này. I, myself. You là bạn hoặc cũng có thể là các bạn. Vì vậy, đại từ phản thân chúng ta sẽ phải chia ra làm hai từ đối với ngôi số ít, đó là yourself. Còn số nhiều sẽ là yourselves. We đương nhiên là số nhiều, cho nên đại từ phản thân luôn luôn là ourselves. They, họ, chính bản thân họ là themselves. Tiếp theo, ngôi thứ ba số ít, đại từ chỉ ngôi he, đại từ phản thân của chính bản thân anh ấy là he, chuyển sang là himself. She chuyển sang là herself. Và cuối cùng, it, nó, chính bản thân nó là itself. Itself. Đại từ phản thân có 3 trường hợp sử dụng chính. Chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp một. Trước tiên, trường hợp thứ nhất, đó là đại từ phản thân dùng để khi chúng ta nói về một người nào đấy làm một cái hành động gì đó với chính bản thân họ. Ví dụ, tôi nhìn bản thân tôi ở trong gương chẳng hạn. Thì tôi không nhìn người khác mà tôi nhìn chính bản thân tôi. Thì các bạn có thể dùng đại từ phản thân trong trường hợp đó để viết một câu như thế này. I see. Dùng từ đơn giản thôi. I see myself in the mirror. Như vậy, trường hợp đầu tiên đó là ai làm cái gì đối với bản thân mình thì chúng ta sử dụng đại từ phản thân ở đây. I see myself in the mirror. Tôi nhìn vào tôi ở trong gương. Các bạn có thể dùng động từ khác, ví dụ I look at myself in the mirror, và
có thể biến đổi câu theo nhiều thì khác. Tôi chỉ biết một câu đơn giản như vậy thôi. Hoặc ví dụ một ví dụ khác, Romeo và Juliet thì tự giết họ, tức là tự sát, tức là họ tự giết cái chính bản thân họ. Thì chúng ta sẽ sử dụng đại từ phản thân trong câu này như thế nào? Romeo and Juliet. Ấy, động từ giết thì chúng ta sử dụng ở thì quá khứ, killed. Romeo and Juliet, Juliet killed. Chính bản thân họ, chúng ta dùng sau động từ này ạ, killed. Chính bản thân họ, chúng ta dùng themselves. Killed, themselves. Được chưa ạ? Đấy, hoặc là trong tiếng Anh thường ngày thì các bạn cũng có thể gặp đại từ phản thân trong rất nhiều những cái trường hợp vui vẻ, xuồng xã. Ví dụ bạn hãy tự tự gì tự vui vẻ trong một hoàn cảnh nào đấy chẳng hạn. Có thể là chúng ta dùng từ enjoy yourself, đúng không ạ? Đại từ phản thân được sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, các bạn có thể ứng dụng đại từ phản thân trong nhiều trường hợp. Trường hợp sử dụng thứ hai của đại từ phản thân đó là khi các bạn muốn nhấn mạnh. Các bạn chú ý là cái trường hợp hai này hoàn toàn khác với trường hợp thứ nhất. Trường hợp hai khi các bạn muốn nhấn mạnh. Nhấn mạnh. Trường hợp nhấn mạnh này chính là thể hiện cái tính chất đặc biệt của đại từ phản thân. Đó là ví dụ tôi, chính bản thân tôi đã thi được 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 chẳng hạn. Thế thì cái từ myself ở đây sẽ nhấn mạnh hơn cho đại từ chỉ ngôi I, thế thể hiện mạnh hơn tôi, chính bản thân tôi đã làm một việc gì đó. Thì chúng ta có thể sử dụng câu đó như sau: I, myself, got mark 10 in the entrance exam, gì gì đó đằng sau. Đại từ phản thân myself ở đây các bạn có thể dùng ngay sau đại từ mà nó nhấn mạnh. Các bạn dùng ngay sau từ nhấn mạnh, ví dụ I thì các bạn dùng luôn I myself, rồi got mark 10 gì đằng sau. Trường hợp thứ hai các bạn cũng có thể dùng là I got mark 10 gì đấy, myself. Thì trường hợp này nghĩa có thể là sẽ hơi khác một chút. Thông thường khi các bạn muốn nhấn mạnh cho từ nào thì các bạn nên để cái từ đó ở ngay sau cái từ nó nhấn mạnh. Còn nếu các bạn để cuối câu, trong một số trường hợp cũng không có vấn đề gì, trong một số trường hợp cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, tôi muốn nói ở đây đại từ phản thân các bạn nên để ngay sau từ mà các bạn muốn nhấn mạnh. Hoặc một số câu khác nữa, ví dụ anh ấy, chính anh ấy đã đạt được kỷ lục Guinness chẳng hạn. Hoặc là bạn, chính bạn đã kể cho tôi câu chuyện đó, chứ không phải ai đâu. Thế bạn thể là you yourself told me that story. Được chưa? Trường hợp cuối cùng của đại từ phản thân. Trường hợp này lại cũng hoàn toàn khác với hai trường hợp trên, nhưng mà dễ hơn nhiều. Đó là khi các bạn dùng theo cấu trúc by và cộng với đại từ phản thân. Ở đây có rất nhiều đại từ và tôi sẽ viết chung chung, đó là by oneself. Viết chung chung, cái từ one này có thể thay cho my, your, our, them, vân vân. By oneself, từ này sẽ mang nghĩa là một mình. Một mình đấy ạ. Tôi nhắc lại là nghĩa của ba cái trường hợp này sử dụng ngữ nghĩa hoàn toàn khác nhau. By oneself các bạn có thể hiểu nó bằng từ alone, một mình. Ví dụ tôi, năm tôi 3 tuổi, tôi đã có thể ngủ một mình, tôi không ngủ chung với bố mẹ tôi nữa. Thì đấy là từ một mình, by oneself. Hoặc là giữa tôi làm bài tập về nhà này một mình, tôi không làm cùng với ai cả, thì là by oneself bằng alone. Còn bằng một công thức khác nữa, một cái cấu trúc khác nữa mà các bạn có lẽ là cũng học luôn, đó là on, rồi dùng tính từ sở hữu once, on, once, on. Ba cụm này là bằng nhau. Đấy, khi các bạn học một thì các bạn phải học thêm hai và ba nữa, nó khung khung vào với nhau thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. By oneself bằng alone và bằng on one's own. Các bạn nhớ là từ này rất nhiều bạn đọc là out. Tôi nhắc lại, từ này đọc là on, on one's own.
Đâu này, ví dụ một số câu như này: I did my homework by myself. Tức là tôi làm bài tập một mình. Câu này sẽ khác với câu là I myself did my homework hoặc I did my homework myself như thế nào? Khác nhau như thế nào ạ? Một câu là tôi làm một mình, còn một câu sẽ nhấn mạnh là tôi, chính tôi đã làm cái bài tập đó. Các bạn có phân biệt được không ạ? Đây là ba cái trường hợp mà chúng ta sử dụng đại từ phản thân. Nhớ cho tôi, trường hợp thứ nhất, ai làm gì bản thân họ. Trường hợp thứ hai nhấn mạnh ai, chính bản thân ai làm gì. Và trường hợp thứ ba là by cộng với đại từ phản thân mang nghĩa là một mình. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần đại từ bất định. Trên bảng chúng ta có 6 câu cần sử dụng đại từ phản thân để điền vào 6 câu này. Chúng ta sẽ bắt đầu chữa câu thứ nhất. Never leave to others what you ought to do. Đại từ phản thân ở đây đi với đại từ chỉ ngôi nào ạ? Chủ ngữ ở đây là you. Đừng có bao giờ để lại cho người khác những cái việc mà lẽ ra là bạn phải làm, chính bạn, bản thân bạn là phải làm. Ought to ở đây là động từ, mà ought to do ở đây là chỉ một cái bổn phận, nghĩa vụ của mình là mình phải làm. Thì đừng có để cho người khác là phải làm những cái việc mà mình, chính bản thân mình phải làm. Thế thì you ở đây, đại từ phản thân của you sẽ là yourself. Chúng ta có thể để cuối câu. Để cuối câu, you ought to do yourself. Bạn, chính bản thân bạn phải làm. Câu thứ hai, she, cô ấy, chính bản thân cô ấy, chính cô ấy đã kể cho tôi câu chuyện đó. Thế thì ở đây đại từ phản thân đi ngay sau từ mà nó nhấn mạnh. She ở đây, đại từ phản thân đi ngay sau từ mà nhấn mạnh, thì she sẽ đi với đại từ phản thân là her self. Cô ấy, chính bản thân cô ấy đã kể cho tôi câu chuyện đó. Câu thứ ba, you must learn your lesson. Thì đấy, nobody can do it for you. You must learn your lesson. Bạn phải học bài học của bạn, chính bản thân bạn, tức là bạn, chính bạn phải học cái bài của bạn. Và nobody can do it for you. Không ai có thể làm cho bạn được. Thế thì ở đây đại từ phản thân của từ you là yourself. Và ở đây đại từ phản thân đứng ở cuối câu. Chúng ta nhớ, đại từ phản thân nhấn mạnh, một là đứng cuối câu, hai là có thể đứng ngay sau từ mà nó muốn nhấn mạnh. Câu thứ tư, I want to see Mrs. Ling, not her husband. Tôi muốn gặp cô Linh, chính cô ấy, chứ không phải là chồng của cô ấy. Thế thì đại từ phản thân đi với Mrs. Ling là, Mrs. Ling là đường với she, và vì vậy đại từ phản thân sẽ là herself. Câu thứ năm, there was so much noise that he could not hear. Gì đấy, speak, có quá nhiều tiếng ồn đến nỗi mà anh ấy không thể nghe thấy chính bản thân mình nói. Đây là trường hợp thứ nhất ở trong phần đại từ phản thân, đó là ai có thể làm gì mình, tức là không, tôi không thể nghe thấy bản thân tôi nói, hoặc anh ấy không thể nghe thấy chính anh ấy nói. Thì chính anh ấy ở đây là himself. Himself. Cuối cùng, câu này là một câu khá hay. Các bạn làm câu này là gì ạ? Đáp án là gì ạ? Ba ở đây là chủ ngữ đúng không ạ? Và ba hay ba đi và giấu anh ấy sau tấm rèm đúng không ạ? Vì vậy câu này các bạn sẽ chia là himself. Có đúng không ạ? Và như vậy đáp án là sai. Ba ở đây thực ra đã có dấu phẩy. Và từ ba đây ở đây giống như là một tiếng gọi đúng hơn, ba. Và sau đấy là câu mệnh lệnh, ba hãy hãy đi, hãy chạy đi và hãy giấu. Thì cái người ba đây là người đối diện với mình. Câu mệnh lệnh thì nói với người đối diện là you, ngôi thứ hai, tôi nói với bạn. Ba, em hãy đi đi, đúng không ạ? Thế thì với người đối diện là you thì đại từ phản thân ở đây các bạn sẽ phải dùng là yourself. Go and hide yourself thì mới là đáp án đúng của câu này. Giả dụ như các bạn không rõ là câu này là câu mệnh lệnh thì tôi có một cái lưu ý cho các bạn là nếu như câu này mà đã được chia, câu này mà các bạn dùng với chủ ngữ là ba thì từ go và hide sẽ phải được chia. Đúng không ạ? Go và hide sẽ phải được chia. Đấy. Chứ go và hide mà để nguyên thể như thế này thì chúng ta sẽ hiểu đấy là câu mệnh lệnh và chúng ta sẽ phải sử dụng từ yourself.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần trọng tâm của bài đại từ, đó là đại từ bất định. Đại từ bất định có rất là nhiều từ và các từ này cũng đều quan trọng. Vì vậy chúng ta sẽ đi vào từng cụm từ một. Tôi sẽ có các cái so sánh giữa các đại từ với nhau để chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Trước tiên, đó là hai từ some và any. Some và any. Some ở đây mang nghĩa là một vài hoặc là một ít. Some là đại từ bất định rất hay, nó có thể được dùng với cả danh từ đếm được và cả danh từ không đếm được. Nếu các bạn dùng some với danh từ đếm được thì nó sẽ phải là số nhiều, vì nó nghĩa là một vài. Ví dụ, một vài quyển sách thì là some books, một vài cậu bé là some boys, một vài núi là some mountains, là phải có s. Thế còn some mà đi với danh từ không đếm được thì chúng ta chỉ đếm nguyên thôi. Vì danh từ không đếm được thì chúng ta không được thêm s hoặc s, nó mang nghĩa là một ít. Ví dụ như là hãy cho tôi xin một ít nước, give me some water, được không ạ? Đấy là từ some. Nghĩa là some được dùng với cả danh từ đếm được và cả danh từ không đếm được. Cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Ví dụ như là some books hoặc là some water. Nhớ trong trường hợp này chúng ta luôn luôn phải để ở số nhiều. Từ thứ hai là từ any. Từ any thì có nghĩa là bất kỳ. Any hay được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Tôi sẽ giải thích rõ cho các bạn tại sao lại hay được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Ví dụ nhé. Có bất kỳ ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không ạ? Thì là is there anybody home? Hoặc là at home, is there anybody home? Is there anybody at home? Có bất kỳ ai ở nhà không ạ? Thế thì cái từ any ở đây sẽ mang nghĩa là bất kỳ ai dùng trong câu nghi vấn. Nếu như không có ai cả thì chúng ta có thể trả lời là there isn't, no there isn't, hoặc là there isn't anybody, không có bất kỳ ai cả, đúng không ạ? Thì từ any rất hay được sử dụng trong câu phủ định và trong câu nghi vấn. Nhưng nói như vậy thì không có nghĩa là any chỉ được phép sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn, mà any hoàn toàn có thể được sử dụng trong câu khẳng định. Ví dụ, tôi có thể làm bất kỳ cái gì cho tổ quốc của tôi, đúng không ạ? I can do anything for my hometown. Bất kỳ cái gì thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể sử dụng trong câu khẳng định. Nhưng tôi nói là any thường được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Được chưa? Some và any rất hay được kết hợp với nhau trong một câu. Ví dụ, bạn có cuốn sách nào không? Bạn có cuốn sách nào không? Thì tôi có một vài cuốn chẳng hạn. Người ta đã dùng kết hợp giữa hai từ này. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập liên quan đến từ some và từ any. Trên bảng là một số câu có liên quan đến đại từ some và any. Chúng ta hãy điền some và any vào các câu trên. Some và any. Trường hợp nào thì chúng ta sẽ dùng some và trường hợp nào thì chúng ta sẽ dùng any. Ví dụ, trong câu 1, go and ask him for more paper. I haven't in my desk. Hãy đi đến và xin anh ấy thêm một ít giấy nữa. Một ít giấy nữa thì chúng ta sẽ sử dụng đại từ some. Một ít giấy nữa. Ở đây paper là danh từ không đếm được. Vì vậy chúng ta dùng some mang nghĩa là một ít giấy. More là hơn nữa, một ít giấy nữa. Tôi không có tẹo giấy nào ở trong ngăn kéo của tôi, trong bàn của tôi là I haven't. Tôi không còn bất kỳ một chút xíu giấy nào, không còn bất kỳ cái gì. I haven't any. Nhớ cho tôi, any được sử dụng, thường được sử dụng trong câu phủ định và trong câu nghi vấn. Go and ask him for some more paper. I haven't any in my desk. Câu thứ hai. Có, there is tea in the kitchen. But there isn't milk. Tức là có
một ít trà ở trong bếp, nhưng mà lại không không có một tẹo sữa nào, đúng không ạ? Thì có một ít trà ở đây là there is some tea in the kitchen, có một ít trà nhưng mà không có tẹo sữa nào, là there isn't any milk, there isn't any milk. Câu thứ ba, don't make noise, he wants to get sleep. Hãy đừng có tạo ra bất kỳ một cái tiếng ồn nào cả, anh ấy muốn ngủ một chút xíu. Thế đây là câu phủ định thì chúng ta sẽ sử dụng any, don't make any noise, đừng tạo ra tiếng ồn gì cả. Anh ấy muốn ngủ một chút thì đây một chút một ít là some, he wants to get some sleep. Don't make any noise, he wants to get some sleep. Câu thứ tư, you're expecting gì đấy, want to call and you. Ê, câu này là câu hỏi đúng không ạ? Câu hỏi, câu phủ định và câu nghi vấn chúng ta sẽ sử dụng đại từ any, đúng không ạ? Nhưng nếu như các bạn để any vào đây, các bạn hãy dịch câu này xem. Bạn đang đợi bất kỳ ai gọi điện đến, có phải không? Thế có hợp lý không ạ? Không hợp lý. Mặc dù đây cũng là câu hỏi, nhưng đừng dùng any, mà chúng ta hãy dùng từ gì ạ? Dùng từ some. Từ này sẽ mang nghĩa là bạn đang chờ đợi một ai đó gọi điện đến, có phải không? Một người nào đó. Some. Như vậy một cái cách nghĩa nữa của some đó là từ nào đó, someone, somebody là một ai đó, một người nào đó, thì chúng ta sẽ sử dụng some trong câu này thì sẽ hợp lý hơn về nghĩa. Câu cuối cùng, there are scarcely flowers in the garden. Các bạn nhìn thấy ở đây là flowers đã thêm s rồi, thì chúng ta thường là sẽ dùng từ việc từ some, tức là một vài bông hoa, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây nếu như các bạn dùng some vẫn sai bình thường. Lý do như sau, scarcely là trạng từ gần như là không có, gần như là không có, tức là nó mang nghĩa phủ định, mang nghĩa phủ định, mang nghĩa phủ định, tức là rất là hiếm khi, gần như là chẳng bao giờ có hoa ở trong vườn, tức là gần như chẳng có bông hoa nào trong vườn, chẳng có bất kỳ bông nào hết. Thì cái từ scarcely này thực ra nó cũng chẳng khác gì từ never, chẳng qua là người ta nói gọi là hiếm khi họa hoàn lắm thì mới có một bông đấy. Thế thì như thế thì với cái nghĩa phủ định như thế này, chúng ta sẽ lại phải sử dụng từ any. Như vậy, dù là thế nào, khi các bạn làm bài tập, chúng ta vẫn cứ phải sử dụng các từ một cách rất là linh hoạt. Đừng áp đặt là câu này phủ định, câu này nghi vấn thì chúng ta dùng any, các câu còn lại chúng ta dùng some. Mà hãy cố gắng áp vào một cái văn cảnh, ngữ cảnh nào đó mà chúng ta cảm thấy câu phù hợp về nghĩa. Như câu someone này, rồi như câu scarcely any flowers. Chúc các em có thể làm bài tốt.